Vâng, và để thay đổi không khí trong buổi trường hôm nay thì sau đây xin được gửi tặng tất cả ông bà, các bác, các anh chị ca khúc được mang tên Đất nước cho niềm vui. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chúc cho các bác, ông bà, các anh chị có một buổi trưa thật là vui vẻ và hạnh phúc. Chúc cho mọi người có cái buổi trưa. Chúc mừng cho cô dâu Minh Hằng và Tấn Thành thật nhiều niềm vui, tràn đầy hạnh phúc. Một lần nữa xin cảm ơn ạ.